Cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh youtube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Những ngày qua, Mỹ đang mang tới cho Ukraine nhiều lời hứa hơn là đạn dược. Những thứ kỳ ép cần nhất lúc này là đạn dược chứ không phải những cam kết, không chắc chắn, Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua gói viện trợ mới trị giá 95 tỷ đô la Mỹ cho các đồng minh, mà trong đó có khoảng 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine UDCG ở căn cứ không quân Ramstein, nước Đức, ông Austin nói, thông điệp của chúng tôi hôm nay rõ ràng, thế giới tự do sẽ không để Ukraine thất bại bộ trưởng austin cũng ca ngợi những cam kết viện trợ vũ khí gần đây của đan mạch pháp đức thụy điển và kêu gọi các đồng minh tiếp tục ủng hộ kiev tuy nhiên giới quan sát cho rằng mặc dù thông điệp trên rõ ràng nhưng con đường để thực hiện lại không hề rõ ràng cụ thể ai có thể nói chắc rằng mỹ sẽ thông qua thêm các gói viện trợ trị giá hàng chục tỷ đô la mỹ cho ukraine để đảm bảo kiev chiến thắng cũng trong cuộc họp của udcg lãnh đạo từ các nước khác đã hứa hỗ trợ thêm cho ukraine Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Boris Pistorius công bố gói viện trợ mới trị giá 500 triệu euro, tương đương khoảng 540 triệu đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó có 10.000 quả đạn, 100 xe bọc thép cho bộ binh. Tuy nhiên, thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Kiev. Trong thông cáo báo chí sau cuộc gặp, ông Graham cho biết ông dự đoán một số khoản hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine trong tương lai sẽ được cung cấp dưới dạng khoản vay thay vì tặng hoàn toàn. Ông nói ý tưởng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc viện trợ dưới dạng khoản vay không lãi suất là con đường khả thi nhất phía trước. Cũng liên quan đến vấn đề viện trợ Ukraine, gần đây, tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu-EU diễn ra trong hai ngày 21-22 tháng 3 ở thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Trong bức thư mời họp gửi đến lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đánh giá châu Âu đang ở thời điểm cam go nhất khi cuộc xung đột nga ukraina bước vào năm thứ ba với những bất lợi dành cho ukraina ông charles michel nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của châu âu hiện nay là nhanh chóng cung cấp đủ đạn dược cho ukraina hội nghị thượng đỉnh eu sẽ thúc đẩy sáng kiến mua chung đạn dược từ nguồn cung bên ngoài do séc đưa ra cũng như thông qua đề xuất chuyển các khoản lợi nhuận lên tới hàng tỷ euro thu được từ khối tài sản đóng băng của ngân hàng trung ương nga tại châu âu phát biểu sau cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denis Mihan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen cho biết quả là một ngày tốt lành cho Ukraine. Ủy ban châu Âu vừa giải ngân cho Ukraine 4,5 tỷ euro trong tổng số 50 tỷ euro từ Quỹ Hòa bình châu Âu. Đây cũng là thời khắc cực kỳ quan trọng khi tôi đã nhận được bản kế hoạch dành cho Ukraine với mục tiêu thúc đẩy đầu tư và giúp Ukraine tiến gần hơn với Liên minh châu Âu. Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, lãnh đạo các nước EU cũng bàn thảo đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp để xoa dịu sự bất mãn của nông dân châu Âu, nhất là về chính sách hỗ trợ nông nghiệp và xóa bỏ cạnh tranh không công bằng từ nông sản nhập khẩu, bao gồm cả nông sản Ukraine. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào We Are Together ở Zaporizhia cho hay, Nga đã đánh bật lực lượng Ukraine cố thủ ở trung tâm Rabotino. Ông Rogov nói, lực lượng của chúng ta, Nga, đã đánh bật đối phương Ukraine ra khỏi trung tâm ngôi làng và tiến về phía Bắc. Theo ông, các đơn vị tác chiến của Nga ở mặt trận này đã bắt đầu chiếm ưu thế trong cuộc xung đột. Chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào khu vực bên trong và xung quanh ngôi làng. Quân đội Nga hành động theo nhóm, mỗi nhóm có quân số tương đương với một tiểu đoàn. Các cuộc tấn công không có sự yểm trợ của xe bọc thép. Bên cạnh đó, News.ru tiếp tục dẫn thông tin từ kênh Telegram chiến sự Geroman cho biết, quân đội Nga cũng đã củng cố vị trí của mình tại ngôi trường duy nhất còn sót lại ở Ravutino việc kiểm soát được ngôi trường này đồng nghĩa với việc kiểm soát cả làng. Xuyên suốt vài tuần qua, lực lượng Ukraine đã nhiều lần phản công nhưng không thể giành lại vị trí này từ tay Nga. Trong khi đó, lực lượng Nga vẫn đang chờ viện binh từ cánh quân phải, hiện tác chiến trên con đường voi dẫn đến Rabotino. Đây là một phần kế hoạch với mục đích bao vây lực lượng Ukraine tại khu vực giữa Rabotino, Novobrokovka và voi nơi có khoảng 2.000 binh sĩ Ukraine đang đào hầm trú ẩn. Trước tình hình đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang phải đối mặt với một lựa chọn bất khả thi: nhượng lại lãnh thổ để cứu mạng sống của người dân hay tiếp tục tranh giành lãnh thổ bằng cách hy sinh binh sĩ. Ông Zulysak, cựu cố vấn của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói: "Bảo vệ thành quả của cuộc phản công là điều quan trọng đối với tinh thần binh sĩ, sự ủng hộ của nhân dân Ukraine và đối với niềm tin vào khả năng chiến thắng của lực lượng vũ trang Ukraine". Cũng theo ông Sark, cuộc chiến này đang gây thương vong khá lớn cho lực lượng Nga và đây là điều giúp Ukraine củng cố lập trường tiếp tục phòng thủ khu vực này. Ở diễn biến khác, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhấn mạnh hỗ trợ an ninh của phương Tây có thể rất quan trọng để Ukraine giữ được lãnh thổ hiện nay và cầm cự trong các tháng tới. Các lực lượng Nga đang duy trì nhịp độ hoạt động ở các khu vực phía đông Ukraine và ngăn chặn Ukraine ổn định tuyến phòng thủ. Nga cũng đặc biệt tập trung vào việc tiếp tục lần tới ở thị trấn Adipka về phía Tây trước khi lực lượng Ukraine có thể thiết lập một tuyến phòng thủ kiên cố hơn trong khi đó, phía Ukraine đang gặp khó khăn với tình trạng thiếu thốn về mặt hậu cần khi các biện pháp hỗ trợ an ninh từ phương Tây chậm lại hoặc bị gián đoạn. Vì thế, các chuyên gia ISVK cho rằng Nga có thể tận dụng tình thế chủ động hiện nay để linh hoạt triển khai các cuộc tấn công lớn hơn vào mùa xuân và mùa hè này, cũng là khai thác các điểm yếu hiện tại của Ukraine. Ngày 19 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius công bố gói viện trợ trị giá 500 triệu euro, tương đương 542 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề cuộc đàm phán với Mỹ và các đồng minh khác tại căn cứ không quân Ramstein, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, chúng tôi một lần nữa đưa ra gói viện trợ trị giá gần nửa tỷ euro. Gói viện trợ này bao gồm cả 10.000 viên đạn. Ông cũng khẳng định Mỹ vẫn là một đối tác đáng tin cậy. Liên quan đến việc viện trợ cho Ukraine, Cùng ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bảo vệ quyết định không chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Kiev. Phát biểu tại một hội nghị ở Berlin, Thủ tướng Scholz cũng nhấn mạnh Đức là quốc gia châu Âu hỗ trợ lớn nhất cho Ukraine. Đến nay đã cung cấp hoặc cam kết cung cấp viện trợ trị giá 28 tỷ euro cho chính quyền Kiev. Đức đã chuyển giao gần như tất cả các loại vũ khí sát thương cho Ukraine như xe tăng chiến đấu, pháo binh, tên lửa Patriot và tên lửa phòng không hiện đại Iris T. Nhà lãnh đạo Đức cho biết tất cả những điều này đã được quyết định một cách thận trọng và phối hợp đúng đắn với các đồng minh. Việc viện trợ tên lửa Taurus cho Ukraine vốn là vấn đề gây chia rẽ nội bộ nước Đức trong một thời gian gần đây. Căng thẳng sau đó còn được khuếch đại khi Nga công bố ghi âm cuộc trò chuyện về vấn đề này giữa các quan chức quân sự cấp cao của Đức. Thủ tướng Olaf Scholz, một thành viên Đảng Dân Chủ Xã hội SPD đã loại trừ việc chuyển giao tên lửa ở thời điểm hiện tại, nói rằng tầm bắn của Taurus quá xa và Đức có thể bị lôi kéo trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc chiến nếu Berlin cố cung cấp chúng cho Kiev. Tuy nhiên, Đảng dân chủ Thiên Chúa giáo CDU, CSU đối lập lại ủng hộ ý tưởng này và đang tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội Bundestag để khuyến nghị nên cung cấp Taurus. Những nhân vật hàng đầu từ cả hai đối tác liên minh cấp dưới của SPD là Đảng Xanh và FDP cũng đang lên tiếng ủng hộ ý tưởng trên hoặc một số đề xuất thay thế liên quan đến một trao đổi vũ khí với Vương quốc Anh. Ngoại trưởng Anh David Cameron, người đã đến thăm Berlin gần đây, dường như đã mở ra một cánh cửa thay thế cho ý tưởng chuyển giao tên lửa Taurus. Ông đề xuất trong một cuộc phỏng vấn truyền thông với nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức rằng Berlin có thể gửi tên lửa Taurus tới Anh. Đổi lại, Anh gửi cho Ukraine thêm tên lửa Storm Shadow có tầm bắn ngắn hơn và không thể vươn xa tới Nga từ Ukraine. Đức đã đưa ra ý tưởng này từ nhiều tháng trước khi tranh cãi về Taurus bắt đầu, nhưng khi đó họ vấp phải phản ứng thờ ơ từ London. Taurus là tên lửa hành trình tầm xa dành cho máy bay do Đức, Thụy Điển hợp tác sản xuất, có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách hơn 500 km. Với tầm bắn này, nếu được triển khai tại Ukraine, chúng có thể tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Với đầu đạn nặng tới 480 kg, Taurus có thể bắn trúng cả mục tiêu lẻ như xe tăng, pháo, radar, sở chỉ huy, bệ phóng tên lửa và các mục tiêu lớn hơn như những đoàn xe quân sự, cụm sở chỉ huy, căn cứ quân sự, kho bãi, hơn nữa máy bay mang tên Lửa không cần phải đi vào khu vực phòng không của đối phương. Sau nhiều lần sửa đổi, Taurus được trang bị những tổ hợp kỹ thuật mới nhất, hệ thống định vị tự động, thiết bị nhận dạng mục tiêu, cảm biến bức xạ của kẻ thù bẫy chống tên lửa. Đây là một trong những tên lửa hành trình tiên tiến nhất do châu Âu sản xuất. Ở một số khía cạnh, nó có thể so sánh với Storm Shadow của Anh và Pháp, thậm chí với một số tiêu chí như cự ly, sức mạnh và nhắm mục tiêu theo nhiều lớp, nó còn vượt trội. Một ưu điểm khác của Taurus là tên lửa này có thể bay ở độ cao chỉ 35 mét, khiến hệ thống radar gần như không thể phát hiện.